Trời đất ơi, sớm thiệt chứ. Màu gì mà sớm thiệt sớm vậy hả? Vậy mà con nhỏ bán nói lên tay đẹp lắm. Nhỏ này thiệt tình. Trời ơi, đàn bà con gái gì mà tối ngày hết màu này tới màu nọ. Má, vậy sao má có duyên vậy? Xích qua đi, con đang coi tivi mà. Nè, má ra ngân hàng lấy tiền lời. Ở nhà canh chừng thằng Thành đó, không có cho nó đi chơi. Má, thằng Thành nó lớn rồi, chứ có nhỏ đâu mà bắt con canh chừng. Nó là em ruột của mày, vừa rồi nó suýt bị giết chết kia kìa. Chị gì mà vô trách nhiệm à? Được rồi, mới đi, để đó con canh cho. Đi. Nhanh, để đó con coi cho. Coi chừng tao nha mày. Đi. Đi vào đặt ta. Đứa trẻ khác đâu hết rồi? Đứa trẻ nào? Chỉ có mỗi mình con ở đây thôi à. Chuyện này ta làm sao vậy chứ? Chị đẹp. À, gì nữa? Chị, cho em đi công chuyện chút xíu em về, chị đừng nổi má nha. Thôi đi, mày đi á, lỡ có chuyện gì má đổ thừa tao nữa. Khổ thân ghê á, ban ngày ban mặt ai dám làm gì em. Mà riết á, em thấy chị với má coi em giống như là tội phạm vậy, canh giữ tí ghê luôn. Đi, cho em đi chút xíu đi. Em hứa làm về trước má mà. Đi mà chị. Thôi, hai, cho em đi, em sẽ hậu tạ. Hậu tạ nhiều luôn nhé. Hậu tạ? Ừ. Hậu tạ gì? À, thì son phấn nè, hay là mấy cái nước dạy móng tay nè. Chị cứ mua thoải mái đi, về em trả tiền lại cho nha. À, vậy thì còn được. Cảm ơn chị đẹp của em. Đi. Cảm ơn chị. À, quên nữa. Hả? Chị cho em mượn chiếc xe nha, chiếc xe em không còn. Mày duyên quá, tao đang coi tivi, lấy xe đi, nhớ về trước má nghe chưa. Hy vọng nó không có hư. Đi lẹ đi, mệt quá. Anh Thành ơi. Anh Thành. Thằng Thành không có ở nhà. Anh Thành đi công chuyện hả chị? Tôi nói tiếng Việt. Thôi vậy để em ngồi đây chờ cũng được. Chị có chuyện gì vui hả chị? Hôm nay gặp nhiều người có duyên quá à. Tôi đang coi tivi, làm ơn néo qua bên kia giùm cái đi. Dạ, em vô ý quá à. Bác Hội có ở nhà không chị? Không có ai ở nhà hết, có mình tôi ở nhà thôi. Chị đang sơn móng tay hả? Thấy rồi còn hỏi nữa, là mất tập trung. Mấy màu nước sơn của chị đẹp quá nè. Nè, tôi với cô không có thân gì hết á, khỏi nịnh. Còn mấy cái màu này hả, tôi đang bực mình đây nè. Bà bán sơn nói là sơn lên tay sang lắm. Sớm thấy mồ vậy đó. Dạ, em khen chị thiệt. Mà bà bán nước sơn nói đúng rồi đó chị, mấy cái màu này đang rất là thịnh, nhất là cái màu xanh nước biển và cái màu xanh đợt chuối này nè, phối chung với nhau rất là đẹp. Sao? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà màu xanh này phối với màu xanh này? Trời ơi, tôi là một người rất là nhu, không có màu mè lòe loẹt, hiểu chưa? Ý của em á là không có chê chị lòe loẹt màu mè xến xúa gì đâu. Thôi để em qua em chỉ chị nha. Đây, ý của em á là mình sơn cái này trước, rồi mình sơn cái màu xanh đực chuối này lên một lớp nữa, phối với nhau màu rất là thời trang luôn đó chị. Là sao? Đưa đây, em làm cho. Được không đó? Được mà, cứ tin em đi. Mình sơn một lớp thôi. Đây, mình sơn màu này, phủ màu này lên trước nha. Sơn nửa móng thôi. Đó. Rồi mình sơn màu xanh đợt chuối này lên. Bệ hạ không thể đi qua được. Tại
sao lại không cho ta đi qua hả? Nếu bệ hạ muốn đi qua thì bệ hạ phải ban cho con một món quà gì đó mới được. Nè, thấy sao chị? Các dương hầu ờ hả? Không ngờ làm đơn giản mà cũng đẹp quá. Đó, em nói cứ tin em mà. Tại vì bình thường em cũng rất là thích làm đẹp. Rảnh rỗi là em đi tìm tòi mua mấy màu nước sơn mới, về rồi em tự pha, xong rồi em tự làm mấy cái màu kiểu lạ đó chị. Ê, vậy còn kiểu nào đẹp nữa không? Chỉ chị đi. Chứ mấy cái tiệm gần đây á, sơn có màu à, quê lắm. Nếu mà vậy á, mai mốt chị cần sơn, chị cứ kêu em qua, em đem mấy cái chai nước sơn của em qua em sơn cho chị. Ừ. Chị, hay là chị thích màu này để em sơn hết luôn nha. Thôi 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 thôi, để chị hưởng thụ cái màu này cái đã, để từ từ. Lẽ họ nhổ neo đi chỗ khác rồi ta? Ủa Thành. Gì tôi? Con khỏe thiệt rồi hả? Dạ, con uống thuốc đỡ rồi. Mày đó nha, đúng là phước lớn mạng lớn nha mày. À, mà công an có điều tra được gì chưa? Dạ thì công an cũng đang khoanh vùng đối tượng, theo dõi những cái người đó. Bữa đó con bị té bất tỉnh cho nên không có cung cấp thêm cái lời khai nào cho công an được hết á. Ê xa, tao nói không phải nói, từ khi mà xảy ra cái chuyện của con đó nha, tối không ai dám ra đường hết trơn á. Tao cũng vậy, tao cũng dám ra luôn, đi ban ngày thì đi mà ban đêm không dám. Ủa, xe hư hay sao mà đậu đây vậy? Dạ không, con tính tới đây gặp cha con cái chú hôm bữa đã cứu con á, mà sao không thấy ghe của họ đâu hết á, chắc là nhổ neo đi chỗ khác rồi. Đâu có đâu. Ông Hải Nghĩa ông đậu đây nè. Sáng á, hai cha con bán bún riêu, ở ngoài chợ á, tới trưa mới về mà. Vậy hả dì Năm? Ừ. Mừng quá, làm con tưởng không gặp lại được họ nữa. Cảm ơn dì Năm nha. À, gặp dì Năm hên dễ sợ. Dạ. Cái thằng này làm gì nó mừng dữ vậy trời. À, nói nghe nè, cho dì Năm quá gian coi. Dạ thôi, con đi hướng này mà. À, à. Thằng mắc dịch, xin quá gian cũng cho. Thôi đi về. Chị ơi, lấy cho em sắp này. Sắp giải này hơi lớn tuổi nghe em. Dạ em mua cho ba em. Em mua cho ba thì hợp với ổng hơn. Em có lựa gì cho em không? Giải này đẹp không hả? Lựa thêm đi cưng. Sắp giải này bao nhiêu một mét vậy chị? Sắp giải này chị lấy rẻ cho 50.000 mét. Ủa, anh Thành, anh khỏe rồi hả? Anh uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại à. Hồi nãy anh ra bến em hay đậu có gặp dì Năm. Dì Năm nói em ra chợ nổi bán, cái anh đi vòng vòng khắp nơi tìm, tìm quá trời luôn không thấy. Định mà tìm ở đây không được nữa là ra chợ nổi tìm em. Hên sao mà gặp em ở đây nè. Em bán xong rồi, ba em ổng chèo ghe về bến, còn em thì ra chợ lấy ít đồ để mai bán tiếp. Chị ơi, à, cho em trả lại sắp này sao đi. Sao vậy em? Lấy giùm em sắp đẹp đó mà. Chị, đợi chị chút nha. Cho em mượn. Nè cậu, cậu xem đi, sắp này đẹp lắm á. Chị, em lấy sắp này nha. Dạ. Mà em thích tay ngắn rồi, hay tay dài? Chút nha cậu. Mà anh thấy em hay mặc tay dài á, đúng không? Chị, dạ. Sắp này đủ mai tay dài không chị? Dư luôn em. Vậy lấy cho em đi. Chị ơi. Hả? Thôi em không lấy đâu. Chị ơi, trời, tính tiền giùm em sắp kia em thôi. Lấy giùm chị luôn đi, sắp này đẹp mà. Chị tính tiền giùm chị đi. Nè, cho chị gửi. Đây, em gửi tiền chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Qua, bộ em giận anh hả? Đâu có gì đâu, em đâu có giận anh. Anh không có ý gì đâu. Anh định mua sắp giải này tặng cho em thôi. Tại vì anh muốn đền ơn cứu mạng của em với lại ba em. Mà
Nếu anh có làm gì sai á, cho anh xin lỗi nha. Anh không có làm gì sai hết. Lần trước á, ba em cũng nói với má anh rồi, nhà em không có nhận cái gì từ nhà anh hết. Lần trước má anh hơi quá đáng, mà anh cũng muốn gặp ba em để xin lỗi nè. Tại vì anh không có ý coi thường em đâu, tại anh thấy em thích sắp giải đó cho nên muốn mua tặng em thôi. Thôi đừng giận anh nha. Không phải em giận anh, nhưng mà em không thích anh làm như vậy. Thôi, từ nay anh rút kinh nghiệm. Bây giờ em đi đâu vậy? Anh chở em đi cho. Em đi về lại bến, cũng gần đây mà. Ngày nào em cũng đi hết á, anh cứ về đi. Nè, trời ơi, từ đây ra bến đi bộ hơn cây số, xa lắm. Lên xe đi, anh chở cho. Với lại, anh cũng muốn gặp ba em để nói chuyện về vụ của má anh. Chuyện có chút xíu à, đừng có khách sáo nha. Đi. Lên đi. Con chào dì ba. Con chào dì ba. Ủa, ai vậy qua? Sao dì thấy quen quen? Cái anh này là hôm trước ba con mới cứu đó dì. À, hèn chi thấy quen quen. Tại vì hôm bữa đó anh chưa có tỉnh, cho nên anh không thấy dì ba. Sao, bữa nay khỏe hẳn chưa con? Dạ, con khỏe rồi dì. Ba con đi đâu rồi dì? Anh mới dọn hàng xong cho con rồi. Ông mới đi gỡ câu đó. Dạ. Anh, ba em đi rồi, chắc là cũng lâu lắm mới về. Giờ cũng trưa rồi, thanh về nhà đi. Bữa nào tiện đường á thì vô gặp ba em cũng được. Thôi, anh đang rảnh mà, để anh ngồi đây đợi ba em, có làm gì đâu. Qua, hôm nay dì có mua ít dưa mắm ngon lắm. Chút dì ấy ăn ít cho hai cha con ăn cơm. Dạ thôi khỏi dì, bữa nay á con còn dư bún riêu, chắc trưa nay hai cha con ăn luôn, không có nấu cơm. Bữa nay nấu ít mà cũng dư nữa hả con? Dạ. Con ráng đi, mình mới bán mà, khách chưa có quen. Từ dạ. Từ rồi bán lâu lâu một chút rồi người ta ăn riết người ta quen hà. Ủa, em mới chuyển qua bán bún riêu hả? Dạ. Trước đây á, ba với em đi ghe xuôi ngược lấy trái cây khắp các tỉnh để bán. Nhưng mà dạo này á, sức khỏe ba em không có tốt, cho nên em với ba em định ở đây luôn. Em mới chuyển qua bán bún riêu có mấy bữa hả? Vậy bán cho anh tô đi. Anh đang đói bụng thiệt mà, sáng giờ anh có ăn gì đâu. Anh đang trả tiền mà, chứ đâu có phải không đưa tiền đâu. Không cho anh trả ơn á thì phải cho anh ăn ủng hộ chứ. Tại thấy em thấy ngộ ngộ á. Có gì đâu mà ngộ. Ngộ gì mà ngộ, không biết nữa. Nó mua thì con cứ bán đi. Nè nè. Dạ. Con ăn thử ngon, nhớ giới thiệu mọi người ra chợ nổi ủng hộ con qua nghe chưa. Dạ. Có gì á, con mướn nguyên một cái ghe chở mọi người ra đó ủng hộ luôn. Cái gì mà mướn nguyên một ghe lận? Tại vì bạn bè con tụi nó trên bờ không mà qua dưới nước đâu. Cái thằng vui tính ghê vậy đó. Con nói thiệt, bạn bè con nhiều lắm. Nhớ hứa là phải giữ lời nghe. Nhớ giới thiệu bạn bè ra ăn, ủng hộ nó nghe. Dạ. Thôi, dì xuống nấu thêm chè để đi ra sớm mới bán. Dạ. Dạ cả rồi, trời ơi, ngồi lâu tê chân quá. Anh ăn đi. Nè, ăn từ từ thôi, coi chừng nóng á. Mà công nhận nha, lâu lâu ăn mà không có bàn ghế vậy cũng thú vị. Lần đầu tiên ăn kiểu này đó. Em nấu ngon thiệt nha. Em bán khúc nào có chợ nổi vậy? Định mướn ghe tới ủng hộ em. Anh giỡn hoài. Thiệt. Tại bạn bè anh tụi nó mở quán nhậu thì anh cũng ra ủng hộ. Bây giờ em với anh á cũng quen biết rồi, phải ủng hộ thôi. Nhưng mà bạn anh ở trên bờ, ai đời để anh mướn cái ghe xong rồi chở bạn anh tới ăn bún riêu của em rồi đi về. Với lại em bán chủ yếu cho khách thương hồ, với những người buôn bán ở chợ thôi. Cũng đúng, mà bạn anh nhiều đứa say sóng lắm. Sao em không tìm chỗ nào trên bờ mà đông đúc, mình mướn mình bán.
Từ đó tới giờ cha con em quen ở miền sông nước rồi, lên bờ thấy không quen lắm. Cũng đúng ha. Giống như anh nè, bây giờ bắt anh xuống ghe sống sao anh sống được, anh không có quen. Nhưng mà bù lại em được đi nhiều nơi, chắc là biết được nhiều chuyện thú vị lắm ha. Dĩ nhiên rồi. Tuyết ơi, Tuyết ơi, Tuyết. Anh. Em. Em ngồi đi. Nè, em có tài thiệt hả? Ừ. Rồi bây giờ mình phải làm sao đi anh? Rồi, còn trăng sao cái gì nữa. Em nghĩ làm ở nhà máy đi, ở nhà dưỡng thai cho anh. Em sao vậy? Quan hệ của tụi mình không thể công khai. Em sợ con của mình bị thiệt thòi, bị người ta dị nghị. Anh nói là cho anh thời gian rồi mà. Khi nào anh lấy được gia sản, tụi mình sẽ bỏ đi xứ khác. Anh đã nói mấy năm rồi đó. Anh định gạt em phải không? Anh có thể gạt bất cứ ai, nhưng anh không bao giờ gạt em đâu. Đứa mù coi như anh trên đời này đâu còn ai thân thiết ngoài em đâu. Còn nhà vợ anh nữa làm chi? Họ chưa bao giờ là người thân của anh hết. Năm xưa, nếu như không nghĩ cho tương lai của tụi mình sau này, anh sẽ không cưới cái bà chằng không thể sinh đẻ đó. Còn thêm cái bà già hãm tài kia nữa. Mấy hôm trước, anh đã thuê người dàn dựng một vụ cướp để giết thằng Thành, nhưng không ngờ nó may mắn thoát được. Nhưng lần sau, chưa chắc là đã gặp ma như vậy. Anh, bây giờ mình có con rồi, anh đừng làm những chuyện xấu đó nữa. Tích đức cho con nha anh. Mình có làm cả đời cũng không thể nào bằng cái tài sản đó được. Bao nhiêu năm nay anh đã tận công tận sức để chịu đựng cái nhà đó, anh không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Em đừng có tin mấy cái lời nhân quả gạt người đó nữa. Cũng như ba má tụi mình hồi xưa đó hả? Cần cù làm lụng, tốt bụng hiền lành, nhưng cũng bị lũ cuốn chết mất xác đó thôi. Anh cũng vì nghèo khổ nên anh không thể cưới em mà phải đi cưới người khác. Anh không để cho con mình sau này giống tụi mình được. Hay anh dụ lấy phần tài sản của bà Thảo là được rồi. Phần tài sản đó cũng đủ để hai đứa mình đi nơi khác làm ăn. Tài sản của bà già đó cho Thảo nhiều nhất cũng chỉ là phần nửa thôi. Anh muốn có tất cả kìa. Ừ, nhưng mà bây giờ anh hại họ rồi, công an điều tra ra được, anh có bề nào mẹ con em tính sao hả anh? Anh nghe lời em nghe. Thôi được rồi, anh biết tính toán mà. Anh sẽ không để cho mình xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Em phải an tâm mà dưỡng thai để con mình khỏe mạnh, có biết chưa? Dạ. Chưa đâu nha. Trời ơi, có lần anh xịn quá, anh không thấy đường, anh tông thẳng vô cục điện. Nè, cái chân còn thẹo luôn nè. Trời ơi, ghê vậy. Ừ. Vậy tính ra em sống ở dưới ghe, em đi trên sông có bộ an toàn hơn rồi đó. Không có bị đụng xe đúng không? Ủa ba. Chào chú. Con tới đây làm gì? Con tới để cảm ơn chú với qua lần trước đã cứu con. Hôm trước á, tôi đã nói rõ rồi mà, tới làm gì nữa? Con tới để xin lỗi chú, tha cho má của con. Chú đừng giận má con nha. Tôi không có rảnh để tâm tới mấy người giàu sang đâu. Cái chuyện tôi cứu cậu á, coi như đã xong rồi. Bây giờ cậu về đi. Chú à. Cậu không nghe nói hay sao còn đứng đó nữa hả? Dạ.
Dạ thưa chú, con về. Anh về nhiều quá. Dạ thưa dì ba, con về. Cậu về nghe. Dạ. Con mời ba uống nước. Thật ra anh Thành cũng dễ thương lắm ba. Anh không có giống như má ảnh đâu. Nó nói gì với con mà con khen nó dễ thương dữ vậy? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện chơi rồi chờ ba về thôi. Ba nói rồi á, từ nay về sau con đừng có tiếp xúc với nó nữa. Mấy cái đứa mà nó cứ dẻo miệng như vậy á, không đáng tin cậy đâu. Dạ không đâu ba, con thấy ảnh nói chuyện cũng thiệt tình lắm. Mấy cái đứa tán gái á, lúc nào cũng làm bộ vậy hết. Nhất là cái tụi con trai nhà giàu, từ trước giờ chỉ trăng qua để lừa gạt con gái nhà lành thôi. Dạ, con với anh chỉ nói chuyện chơi, chứ đâu có gì đâu ba. Ba không có nói nhiều nữa. Ba nhắc lại, ba không muốn thấy con tiếp xúc với cái thằng đó nữa. Hiểu chưa? Dạ. Sao không đi tìm nó đi? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Nói hoài nhức cái đầu. Má nói không đúng sao? Đã nói ở nhà canh chừng nó, đừng cho nó đi đâu, mà cũng làm không xong hả? Nó có chân thì nó tự đi, sao mà con cản nó được? Má cưng nó quá thì má ở nhà mới giữ nó suốt đi, khỏi đi lấy tiền lời. Vậy thôi đừng lãnh lương. Má còn với cái nói câu nào cãi câu đó. Nó về kìa. Trời ơi, cái thằng này. Mày đứng yên không? Mày nói mày về trước má mà. Tại xe đạp không nổ chứ bộ. Mày đổ thừa, mày đổ thừa hả? Ủa, ai vậy? Ai đâu? Cái gì kỳ vậy? Có hụt tạ mà. Đau. Bên. Đi vô, ngày má chửi nè. Đau, trời ơi, chị muốn đá đi. Đau mà. Ngồi xuống. Đó, cục vàng, cục ngọc của má, con xin trả cho má. Má về rồi hả? Má đã nói là không đi lung tung. Con không nghe lời má rủi gặp chuyện gì rồi sao? Trời ơi, khổ thân ghê á. Sống chết có số hết rồi má ơi, má đừng có lo. Mà con hỏi má nè, không lẽ bây giờ mấy thằng cướp kia nó không bị bắt là con không được ra đường luôn hay sao? Vậy chẳng khác nào giống như con đang bị ở tù, tùm lum chuyện ở nhà má kìa. Má chỉ có một mình con là con trai nói giỏi hả? Rủi con gặp chuyện gì rồi má biết tính làm sao? Con lúc nào cũng cứng đầu hết á. Thôi, má nè, đừng có nóng, đừng có giận, đừng có buồn, đừng có khóc, mau già lắm đó. Thôi được rồi, từ nay về sau con hứa với má là con sẽ cẩn thận, con sẽ không ra đường vào ban đêm nữa, con chỉ đi ban ngày thôi. Mà nếu có đi á, con lựa được đông thiệt là đông người, không lựa đường vắng đi đâu. Con hứa vậy má yên tâm chưa? Nhớ cẩn thận đó. Dạ con nhớ, con hứa mà. Thôi vô ăn cơm. Ủa má, má chưa ăn cơm nữa hả? Dạ, tôi chờ anh về ăn đó anh. Con thấy có lỗi với má thiệt á. Hồi nãy con mới vừa ăn tô bún riêu rồi. Hay là giờ má ăn cơm mình nha. Con vô phòng ha. Dạ. Bảy à. Dạ. Vô mời cô hai bây ra ăn cơm. Dạ.